Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông mắc các rối loạn sinh lý ở Việt Nam vào khoảng 34% và tỷ lệ này đang có dấu hiệu gia tăng. Cụ thể, trung bình cứ 3 người thì có 1 người có biểu hiện rối loạn sinh lý. Tại buổi tọa đàm tìm giải pháp đột phá tăng cường sức khỏe sinh lý vừa được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, cùng đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan đã chỉ ra những lý do dẫn đến yếu sinh lý và tuổi tác, thói quen sinh hoạt, áp lực cuộc sống hiện đại, rượu bia. Các chuyên gia cũng đã phân tích về các phương pháp hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, đặc biệt nhấn mạnh sự kết hợp của các phương pháp tăng cường thể lực truyền thống như rèn luyện cơ thể, dinh dưỡng lành mạnh với việc sử dụng các thảo dược hỗ trợ dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Các giải pháp để tránh giảm sinh lý ở nam giới. Để giải quyết vấn đề này cho nam giới ấy, cái mày râu ấy, thì rất nhiều cái phương pháp để mà hỗ trợ cho nam giới để mà duy trì cái sinh lý cho nó tốt bằng rất nhiều cách. Thứ nhất là giải quyết bằng hậu quả. Thì nay thấy nhiều trường hợp nam giới ấy, tuổi còn trẻ đã bị yếu sinh lý rồi thì dùng hiệu quả, ví dụ không cương cứng thì dùng cái sản phẩm nào để giúp nó cương cứng trở lại, thì đấy là giải quyết cái hậu quả. Thế còn trường hợp thứ hai đó, giải quyết về nguyên nhân tại làm sao lại sinh lý như thế, đấy là nguyên nhân thứ hai. Và thứ ba là gì, là vừa kết hợp giữa nguyên nhân và vừa khắc phục một cách lâu dài. Nhưng mà cái phương pháp tối ưu nhất hiện nay là điều chỉnh sự rối loạn tuyến nội tiết là cái quan trọng nhất, rồi bổ sung các cái vi chất, bổ sung các nguyên tố vi lượng, đồng thời là tăng cường sức khỏe bằng chế độ ăn uống, rồi tăng cường sức đề kháng và bổ sung một số cái sản phẩm để tăng cường sinh lý cho nam giới. Nói về sản phẩm sản xuất từ thiên nhiên thì chúng ta thấy rất rõ. Tôi nói ví dụ như sản phẩm của chúng ta đây, Top Men đây, là chúng tôi đã nghiên cứu kỹ, đã được Bộ Y tế cho phép, và các cái sản phẩm trong này nó có đủ các cái yếu tố để hình thành nên cái sản phẩm hỗ trợ rất là tốt, như là bác tiến sĩ Hòa Lan đã nói, từ Nhục Thung Dung rồi Ba Kích rồi vấn đề Nhung Hươu và Đông Trùng Hạ Thảo. Thực ra Đông Trùng Hạ Thảo từ trước giờ là ít người có trong sản phẩm, bởi vì xưa nay là nó rất hiếm, cho nên trước đây những cái sản phẩm mà bổ sung cho cái việc tăng cường sức khỏe nam giới, sức khỏe tình nam giới là cũng chưa có cái mục này. Nhưng mà trong sản phẩm của Top Men là có. Ngoài ra nó phải có những cái dẫn chất tốt, ví dụ như các vitamin, những khoáng chất, thì cái đó nó làm cho cái sự chuyển hóa, cái sự dung môi nó hòa tan, cũng như là dung môi để mà hấp thụ được. Thì tôi nghĩ là cái đấy là trong các sản phẩm, nhiều sản phẩm có, nhưng mà trong sản phẩm Top Men là tôi thấy cũng rất là tốt. Top Men được các chuyên gia giới thiệu như là một phương pháp an toàn, hiệu quả giúp nam giới ngăn chặn quá trình suy giảm sinh lý. Top Men này thành phần rất là phong phú, trong đó có gì? Có cao Dâm Dương Hoắc, có cao Ba Kích, rồi có Đông Trùng Hạ Thảo, có Nhung Hươu và Axinin. Những cái thành phần này rất là phong phú và đã từng nhiều năm được sử dụng, và đặc biệt là có tác dụng hỗ trợ sinh lý về nam giới. Thì cái sản phẩm này ấy, thì nó có công dụng rất là hữu ích cho những người mà bị yếu về thận. Nó tác dụng là bổ thận, tráng dương, và đồng thời là giúp cho những nam giới chúng ta là mạnh gân cốt, để tăng cường sinh lực và đang tăng cường sinh lý, giúp gì? Giúp làm những người mà đang có chiều hướng suy giảm chức năng của sinh lý thì tốt hơn. Về đối tượng sử dụng thì rất là phong phú. Đối tượng sử dụng cho những nam giới mà bị suy giảm về chức năng về sinh lý, hoặc là nam giới có nguy cơ bị mãn dục sớm, nam giới bị thận yếu, rồi từ cái thận yếu đó làm cho gì? Làm hay bị đau lưng, rồi hay bị mỏi gối, và đồng thời tiểu đêm nhiều, thì cái sản phẩm này rất tốt cho các bạn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.